Yo what's up, hello anh em, hello mọi người nhé Chào mừng em trở lại với cái video theo kênh mình nhá Ok, này thì uh, lên kèo tiếp bên con là Sunwin thôi Con này thì quá là hay về cầu kèo tỷ lệ thắng cũng nhờ cái mức độ uy tín rồi Nên để mà nói là anh em chọn một con game chơi uy tín Đấy, kiểu nạp rút nhanh và cái đường cầu đẹp để anh em có thể dựa vào đấy về bắt cầu Thì mình thấy đây là một trong những con mà rất là ok la Anh em mà chốt lãi, chốt lời cho nó gọi là ngon, lành, ổn định và hiệu quả anh em nhá đấy mình thì mình cũng lên khá là nhiều kèo với con này rồi về cơ bản thì đều đi được đúng hướng và chốt được cái lãi ngon đấy nên là đánh thì gần như là luôn tạo cho mình được một cái tỷ lệ thắng và cái xác suất nó ok là nhất anh em ạ à, nay thì chắc vẫn ngồi bắt cầu bắt kèo thôi nãy giờ thì bắt bên cầu xanh nó gọi là quá cuốn chơi từ 5 mươi m hiện tại lên được tám chín mươi tám m rồi nói chung là cơ bản là gọi là gấp đôi tiền vốn đấy thì mình thấy cũng rất là tuyệt vời chắc này thử qua cái cầu đỏ bắt xem sao đi cầu đỏ này thì một cái cầu cũng rất là đều nha thì m lên năm này thì nó nổi tiếng với cái mức độ xanh chín đấy còn cái cầu xanh cầu rồng xanh thì nó lại nổi hơn về cái phía là cầu đẹp đấy nên là nó sẽ có hai cái hướng để anh em mình có thể lựa chọn đấy một bên là cầu đẹp còn một bên là xanh chín đấy cái hướng cũng khó là ok nói thì nói thế tất nhiên cầu xanh thì nó cũng xanh chín thôi chả vấn đề gì nhưng mà cầu này thì nó có cái kiểu soi mở đến 5 ấy Nghĩa là anh em xác minh được qua bên thứ ba ấy Thì nó cũng gọi là khá là hay và mình thấy cũng khá là nhiều game áp dụng đấy. Ok tay đầu tiên theo cầu 11 và Ôi rồi ôi Đang tưởng uh, Một cái tay mẹ 544 hoặc là 5 gì gì đấy Rất là đẹp chờ đợi mình Nhưng mà cái kết quả lại là Cái kết quả lại là ờ uh, năm anh em ạ khá là khá là khẩm không sao anh em ơi tay này thì uh, mình cũng khá là nhìn rõ được cái đường của cái cầu uh, bệt xỉu rồi kiểu câu ngắn mà nó không tới ấy. thì khả năng cao là cái bệt nó cũng khá là cao và bệt thì ít nhiều gì thì nó đi mình nghĩ là nó cũng đi loanh quanh được chắc cỡ phải được ba tay là ít nên là tay này mình mạnh dạn đi thôi thêm nâng đi nâng đi anh em ạ 29M luôn 29M luôn Thì cùng xem là nó có gọi là ngon lành không nhá Mạnh dạn đi 29M luôn Ok Rồi 765 ba một mở bát Để xem là nó có thành công nhá Cũng rất là ok đấy Yes sơ, Không ngoài vòng đợi của mình Nó đi đúng đẹp luôn Tuyệt vời đấy Ngon Đấy Dành lời khen là ngon anh em nhá Đấy Hướng nó đi quá là đều luôn nhỉ đây là bắt bắt rất là phê bắt rất là phê luôn kiểu cái khuôn theo khuôn đấy rồi tay này thì vẫn vẫn nghĩ về một cái xỉu thôi tuy nhiên là cũng không đẹp bằng tay trước đâu tay trước là kiểu là dream rồi dream 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 pick rồi đấy tay này thì đánh nhỏ nhàng hơn xíu <laughs> đúng không nên là ok 6 m 550 ngàn cho cái tay xỉu lần này nha Ok cũng xem là nó có thực sự là thành công không nào đấy đúng hướng đúng cầu thì vẫn cứ lãi như bình thường thôi mong là không có diều gì xấu xảy ra được chưa Ok 60 550 ngàn cho cái tay xỉu này nhá đấy mong là đúng hướng anh em ơi mong là đúng hướng nhá rồi mình thì cũng chẳng có tích gì cao siêu đâu về con này thì cơ bản là bắt theo cầu thôi cầu thì những cái đường nó rất là cơ bản ví dụ như kiểu anh em gặp cái bệt thì anh em theo bệt anh mà cầu ngắn thì theo cầu ngắn một một thì theo một một Thế thôi, đấy, những cái đường nó rất là rõ Anh em tính toán ở trên cái điểm điểm xét này thôi Ví dụ cái khuôn này anh em nghĩ là nó ngắt được cái đường cầu ngắn này Thì khả năng cao là đến được một cái đường cầu uh... Khả năng cao thì đến được một cái đường cầu uh... bệt Thì anh em mình lại theo bệt Và bệt thì anh em mình cứ theo cho là ổn định thôi Là đã ok la lắm rồi, được chưa Nên là mình thấy cũng khá là ok nhờ Lãi lời cũng khá là ổn định và hợp lý Nên là cứ thế thôi, cứ thế thôi nhá Đây này thì... Uh... Yes sir, chắc chắn là mình nghĩ là vẫn thêm xỉu thôi Với một cái con xỉu đang đẹp như vậy Và nó đang giúp mình ăn được nhiều tiền như vậy Thì mình không thể mà chối bỏ nó được đúng không Cái này thì đi tầm 4M đi 4M8, ok thêm hai xỉu nữa để 5M cho nó tròn Tròn trịa, chưa? Yeah. 5M cho cái tay xỉu này nào Một tay cũng rất là to đấy cũng Rất là căng đấy Mong là mọi thứ là đi đúng hướng và hợp lý anh em nhá Ok la, ok la ô oh, gãy rồi, ra tay này thì mình chỉ định đi hai m thôi, <laughs> nhưng mà kiểu kiểu tiền nó không tròn đấy, nhìn ngứa mắt, em <laughs> mình mới đi thêm đấy, rồi không sao anh em ạ. Kết quả này thì cũng khá là nằm trong cái tính toán của mình, bị xịt mất tiêu, không sao. Tay này thì mình nghĩ là vẫn lại thêm một con tài. nhớ như đường đường cơ bản này tay này nó sẽ là xỉu đấy, nhưng mà mình cứ cảm giác cái khuôn này nó đi thêm tài sao anh em ạ? Và khi mà mình xét cái điểm xí ngậu ấy Thì nó lại khá là lên tài Nên là chắc là tay này mình theo tài thôi Theo tài thôi anh em ơi Ok Theo tài thôi anh em ơi 7M773 ngàn nhá ừ. Xong tay này chắc là mình uh, qua xích bo tí đi Qua làm vài tay xích bo để chia sẻ cho anh em đi Con xích bo là cũng là một con kiểu khá là cuốn đấy đều đều từng tay từng tay một từng con một thế thôi đấy cầu kéo cuốn mà và hia ui xem cái điểm xí ngậu ra 6 ra ba đẹp như thế rồi mà nó thêm con một đấy thì đen quá nhá đen quá anh em ạ đen đen quá chấp nhận thôi được chưa đen quá chấp nhận thôi ok nhá ok cầu này thì chắc là về lại xỉu thôi đây cầu này thì ba tài về một xỉu thôi cái đường nó tải nó cũng không quá bệt lắm và nếu đi được thêm cái tải thứ ba thì sẽ có con thứ tư mà mình dự phòng thêm con 12 13 nhá 12 13 ok đấy đấy mỗi con mờ thôi không cần đánh nhiều anh em ạ không cần đánh nhiều mỗi con mờ thôi anh em ơi đấy xỉu bảy thế thôi đúng khuôn rồi cầu đẹp mà nên là khá là ok la đấy chứ nhở khá là ok là đấy hợp lý ngon Đại, tuyệt cả là vời ngon lành cành đào được chưa <laughs> ok tại này thì sao nhở tại này thì chắc là order một cái gọi là cái cái tài lại thôi cầu này thì một xỉu nhiều tài anh em ạ tài nó vẫn là phần đa ơ ừ. đúng mã tôi ấn 500 k mà ấy lỡ ấn nhầm cược tiếp rồi anh em ơi thôi coi như là duyên trời định đi Chờ xét cho mình theo cái này thì thôi mình theo luôn Ô oh, Tài 12 anh em ơi Wow 12 này nhân 8 là được 16 củ đấy Wow đấy, Đúng là trời định mà tới là tay này mình vẫn muốn là theo tài rồi Tài nó khá là cứng rồi Nhưng mà nó ra là cả 12 thì cũng rất là tuyệt vời Ok Chắc là xin phép em đăng cái kèo đây nhá Quá thành công, quá mỹ mãn rồi Những thứ anh em để lại cho mình một like, subscribe, đăng ký xem nhiều video hơn đến kênh mình Và bye bye cho ngày